Chuẩn kiếm vợ em sao? Chỉ cần thông minh, hài hước, giúp giống như Harry Potter vậy chị. Tật xấu của em trai đẹp thôi. Cỡ Captain America cũng được. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em. Bạn ơi, giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Đình Khoa. Năm nay 29 tuổi. Hồi trước học nhiệt lạnh trường đại học công nghiệp. Nhưng mà giờ chuyển qua kinh doanh rồi. Kinh doanh gì? Quán trà sữa và cua, tôm khô. Bán trà sữa và cua hả? Trời ơi. Quê ở đâu? Quê em ở Hồ Chí Minh City chị. Rồi, vậy ha. Bạn nữ giới thiệu đi. Dạ, em xin giới thiệu là em tên Huân. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm vị trí tiếp tân ở spa với lại thẩm mỹ viện. Tiếp tân ở đâu em? Dạ, ở quận Phú Nhuận. Ồ, gần nhà em. Thẩm mỹ viện. Gần nhà em á chị. Anh làm ở trên Gò Vấp á, chắc cũng giáp danh Phú Nhuận á em. Dạ, em làm ở Nguyễn Văn Chổi anh. Nguyễn Văn Chổi là gần chỗ anh rồi đó, cách có chừng 5 số cây à. Hỏi ai đưa đón em đi về? Ai đưa đón em đi về vậy? Có cần xe ôm không? Không biết nữa. Thích ăn cua không em? Dạ thích. Thích rồi, yên tâm đi. Trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Chưa luôn? 25 tuổi chưa có mối tình nào hết. Chắc chị không tình quá à? Thiệt mà. Tại sao cũng duyên dáng xinh xắn vậy mà không ai để ý? Một phần cũng do em ít tiếp xúc với nam giới á. Ngày xưa đi học thì còn có gặp một hai thằng bạn. Sau này ra làm toàn là nữ không à. Gặp hai thằng nào? Cô này giọng của men ghê luôn á. Ý... Gặp hai thằng bạn chắc không yêu được rồi. Không. Không yêu. Không yêu rồi. Rồi sao? Cũng nhiều người nói em hơi dữ một chút. Bây giờ bạn trai, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em nên nói thật thì nói dối anh. Không, nói thật. Ở đây không có nói dối nha. Chắc mấy chục. Trời ơi. Dữ vậy trời. Nhưng mà em thương có người à. Người yêu đã được bao lâu? Quen được 2 năm mấy mà chia tay chắc cũng gần 10 năm rồi vậy. Là 10 năm nay là toàn là coi như là thế thân không thôi phải không? Dạ, có bồ chứ không có người yêu. Có bồ là sao? Bồ là sao? Người yêu là sao? Nghĩa là không có người mình yêu, có bồ thôi. Từ bồ cách nó cách tới người yêu xa không? Xa lắm đó chị. Bây giờ lên đây kiếm bồ hay kiếm người yêu? Kiếm vợ chị ơi. Trả lời dữ thiệt. Được. Hài hước ha. Rồi, tiêu chuẩn kiếm vợ em sao? Biết bán cua. À, chỉ cần thông minh, hài hước, giúp giống như Harry Potter vậy chị. Ý em nói em Trấn Thành nữa hả? Bốc dáng. Dạ, bốc dáng cao trên 1m6 là được rồi chị. Đừng cao hơn em. Rồi em, bản thân em thì đòi hỏi cũng hơi cao ha. Harry Potter rồi ha. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em là em biết lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Điểm yếu? Điểm yếu của em á là em rất là bề bộn. Nghĩa là em về nhà em quăng đồ tùm lum á. Đồ nhà em giống như bãi rác vậy á. Ai dọn dẹp? Em đang kiếm người dọn giùm em. Bán trà sữa mà để chuột hamster rồi đuôi. Mà đã vậy còn ở dơ nữa, bề bộn nữa. Ủa rồi người mình có ở dơ không? Dạ không, người em sạch lắm. Chắc không? Chị qua hửi thử rồi chị. Trời ơi, mắc mớ gì tôi hửi thử trời. Qua hửi, mắc mớ gì không hửi. Thơm, mùi thơm nhân tạo hay là mùi thơm tự tạo? Mùi thơm tự nhiên á chị. Mùi cua đó. Quá đi tưởng. Tự nhiên nó muốn rối loạn tiền đình rồi anh ơi. Hỏi cô này đã. Mình có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em chắc là do thích trai đẹp thôi. Giống ai? Dạ cỡ Captain America cũng được. Captain America mới được. Em thích người đó nhưng mà không cần thiết phải y chang như vậy. Cái chuẩn em sao? Cụ thể cao mập ốm. Dạ, chuẩn của em thì cũng phải cao hơn em. Nếu mà cao trên 1m7 thì tốt. Thân hình thì đừng có mập quá. Em làm thẩm mỹ anh này mặt mụn rồi nám rổ rồi tàn nhang rồi được không? Dạ không. Phải láng mới được hả? Dạ phải láng. Em sợ mấy người bị mặt này nọ. Sao bạn trai cười mỉm mỉm hoài vậy? Em thấy là em cũng tạm tạm được đó anh. Tạm tạm được hả? Được. Sở thích của bạn là gì? Em là thích Thua rồi. Sở thích của em là thích chở chó đi dạo. Là thích đá banh. Chở chó đi dạo? Cái gì vậy? Không có gấu thì chở chó chứ sao anh? Ngộ nha. Sở thích gì lạ vậy? Sở thích bỏ cua vô lòng á. Rồi nuôi chuột rồi chở chó đi dạo á. Cao 1m7 thôi hả? Dạ. Có ăn gian không? Rồi đứng lên coi thử coi.
Này mét 7 đúng không anh Linh? Đúng đúng đó, 7, 7, 1 gì đó. Nhưng cái bụng hơi bự nha. Do là mấy tháng nay em bị chấn thương không đá banh á, nó mới mập. Lại đây coi. Hên quá, này mũi. Bây giờ mình đã tính gì tới chuyện hôn kết hôn chưa? Dạ tính rồi chị. Bao lâu mình kết hôn được? Khoảng 6 tháng tới 1 năm. Chuẩn bị được những gì rồi? Em giờ chắc cái gì em cũng gần có rồi. Gần là sao? Thì giờ em chỉ cần mua thôi. Chuẩn bị mua gì? Chuẩn bị chắc mua nhà. Định mua khu vực nào? Theo tình hình hiện tại chắc mua quận 8 mới có tiền mua. Vậy cũng được rồi, miễn có nhà là được rồi. Thí dụ mai mốt về lấy nhau tiền ai giữ? À, nhất vợ gì trời. Vậy hả? Dạ. À, vậy được, thôi vậy đó được rồi. Cũng thoải mái ha. Được. Nói chung cũng gà lăng. Ây da, cũng được đó mà không biết cái mặt có cải thiện được không chứ mặt cũng không được đẹp lắm. Qua coi giùm coi đàn gái sao. Coi đi rồi. Thôi thôi dễ thương quá. À. Làm gì giật mình. Hú hồn hả? Dạ. Bạn trai bên đây tính hài hước, vui vẻ. Em có yêu cầu gì bên đây không? Ảnh có thích nhậu không? Thích nhậu không? Ảnh? Ảnh không có thích nhậu em. Nó uống mà hai lon là gân anh về rồi. Anh có hút thuốc không anh? Không luôn. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Dạ. Được không em? Mấy cái yếu tố đó thì được. Được à hả? Dạ. Dễ thương lắm nha. Hôm nay mình đi có đi với người thân không? Dạ có, em đi với má. Dạ có Cát Tường và chú Thường Linh. Dạ chào cô. Dạ cô nhận xét bạn trai bên đó là sao cô? Thì cô cũng thấy nó vui tính. Mà không biết con gái, con thương con gái cô có đồng ý không thôi. Gái cô có hả? Sao 25 tuổi chưa có mối tình nào? Ngày xưa nó học thì đi học rồi về sau học. Chương trình này chơi là bà ngoại nó kêu lên kiếm bạn. Cũng muốn cho nó có tấm chồng. Thế ngoại có đặt ra tiêu chuẩn gì? Gia đình có đặt ra tiêu chuẩn kiếm con rể như thế nào không cô? Biết nó biết trên nhìn dưới, biết người lớn này nọ. Chứ con sẽ đừng có gia trưởng nữa. Bé hồi đó giờ chưa biết nấu ăn gì chưa. Nó đi học xong mẹ làm, về là người nhà làm hết. Chiên trứng kia được không cô? Nó chưa đụng. Hồi xưa giờ chưa đụng tấm bếp nút. Trời đất ơi. Nấu mì được không? Mì gói chút nấu được. Ủa vậy rồi mai mốt về rồi là ăn uống làm sao? Cứ luộc cua ăn suốt thôi gì đâu. Không uống trà sữa trời ngon lắm. Giờ mình về đi học được không cưng? Dạ học được. Sơ thôi. Rồi, bạn trai có đi với ai không? Dạ, mọi người tưởng em đi đám hỏi nên đi đông lắm anh ơi. Có mẹ em, sếp em, bạn bè. Đâu, 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 chào gặp. Chào cô Cát Tường, chào chú Quỳnh Linh. Dạ, chào cô. Tôi là mẹ của Khoa. Dạ, anh chào bác. Mẹ thấy là bạn gái bên đây là dễ thương, thấy nói chuyện cũng hiền. Thì từ xưa tới giờ mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của con. Rồi nếu mà sau này có tiến tới với Khoa thì tập cho nó cái thói quen nó phải biết dọn dẹp. Ở nhà toàn là mẹ dọn dẹp không à. Mẹ cũng quải lắm rồi. Dạ, không biết là bác có chịu được con dâu mà không biết nấu ăn không. Dọn dẹp thì con làm được. Cô cũng dễ lắm. Tại vì từ xưa đến giờ là nhà có mình cô là hoa hậu à. Cô đi dậy từ sáng tới chiều cho cha con ăn cơm bụi luôn. Thứ bảy với chủ nhật á, thì mới ở nhà nấu cơm. Đồ ăn cứ mua để sẵn tủ lạnh á, rồi tự chế biến tự ăn. Nói chung là nó cũng biết tự lập. Với Khoa thì nó có trách nhiệm. Thành ra cái đó để từ từ mình tập cũng được. Rồi đó giờ là quyền quyết định lại là ở hai bạn. Kéo màn lên. Cua chuột kìa tặng đi. Cái này anh tặng em để khi nào em nuôi em. Dạ mấy cô, mấy cô. Còn cái này á là em đừng nuôi nha, mày để ăn. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ. Khi nào em ăn mà thấy ngon thì nói anh ship cho trọn đời. Dạ. Cái này đặc biệt cái em xưa giờ bà muốn hẹn hò đây là lần đầu tiên luôn đó. Tưởng ông nói tặng hai con cua này em nuôi đừng ăn nha. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, nhìn hiền. Dạ. Còn em thấy anh sao? Thấy anh cũng được. Anh nghĩ sao nếu mà em không thích làm dâu? Ủa anh cũng không thích làm dâu nữa. Anh làm dâu chi? Không làm dâu ai chịu không? Ý là em không thích vợ về làm dâu. Em không thích làm dâu. Anh có gì hỏi em không? Con anh muốn mấy đứa? Chỉ một hoặc hai thôi. Một hoặc hai. Em anh có xăm mình không? Có hả? Em không thích xăm mình. Giờ lỡ xăm rồi giờ sao? Giờ tao tốt hết trơn rồi, lỡ xăm có chút xíu bỏ. Có lẽ giờ cái thời anh còn nhỏ anh xăm này. Nó của anh còn trẻ trâu quá. Sao em không thích người con trai xăm mình? Em không có đánh đồng nhưng mà những người mà xăm hình á thường hay thể hiện mình là dân
chất chơi kiểu mà làm màu á. Anh đâu có xăm mấy cái hình đó đâu. Dạ. Với lại anh xăm trong người không ai thấy á. Vậy hả? Sau này chỉ có vợ anh thấy thôi đúng không? Ừ. Nhưng bây giờ hiện tại là xăm hình gì hay là xăm hình bạn gái cũ? Trời, chị nói vàng gái chứ không dám quen em luôn rồi. Vậy là có thiệt luôn hả? Rồi xong luôn. Không cần biết anh là ai. Không cần biết. Trời ơi, mà xăm hình là xăm cái mặt người hay xăm tên? Xăm mặt người vậy. Sao em? Cái gái cũ hả? Mình về mình xăm cái mặt em, dậm lên cái mặt đó. Chị thấy nhiều người rồi. Anh nghĩ là cái chuyện xăm hình á là không phải quá khứ đi. Quá khứ. Dĩ vãng. Chứ anh cũng không có thích thể hiện gì hết. Đúng rồi. Chỉ là hồi đó còn nhỏ nên suy nghĩ không chín chắn thôi. Đúng rồi. Chứng minh một cái điều là khi yêu người ta quyết liệt lắm. Đã yêu là yêu quyết liệt. Và khi cái chuyện nó qua đi rồi giờ còn nhớ gì nữa không? Cũng lâu quá rồi nên... 10 năm rồi đúng không? Dạ. Ừ, coi nó hết rồi. Bây giờ nè, em nhìn bạn gái đi, em cảm nhận thế nào? Đang tìm đọc thình thịch rồi nè anh. Chứ hồi đó giờ em nhìn mấy người khác đâu không. Em phải suy nghĩ thật kỹ và nói cái gì đó thật thuyết phục với bạn nữ. Anh thì chắc cái chuyện này anh đang nói không có hay. Nhưng mà anh thật sự là muốn cùng em tìm hiểu. Rồi từ từ em có thể quyết định có quen anh hay không. Dạ. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chuột cua dẹp qua một bên. Xem đối tượng này có thể đi cùng ta một đoạn đường dài hay không. Bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Em có bấm không? À, có bóng. Mình có chứng kiến của mình. Yeah. Anh biết rằng tuổi trẻ thì nông nổi ha. Còn cô gái chị cảm thấy cái cảm giác của em không có miễn cưỡng cũng không hạnh phúc đâu. Đúng rồi. Yeah. Chính xác là như vậy. Chúng tôi cũng không khuyến khích mà các bạn phải bấm nút. Nói chung là chúng ta có duyên mình rung động chưa thì mình nợ. Mới bấm nút hả? Mình không rung động thì thôi. À, chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc. Xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tuy rằng không bấm nút nhưng cua thì vẫn cứ luộc và chuột thì vẫn cứ nuôi. Dạ, cảm ơn. Đó là món quà có thể các bạn sẽ là bạn với nhau. Mình sẽ nhớ nhau ngày hôm nay. Chúng ta có thêm một người bạn. Yeah. Rồi. Chúc thành công nha thằng trai nha. Bạn nữ thì có nghề là bác sĩ hay là y tá cũng được. Tại vì một phần á là ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, cho nên thì sau này lỡ mà có bệnh hoạn gì đó thì mình cũng có thể là quan điểm rất rõ ràng. Không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm tiếng nói chung của cặp đôi thứ hai. Hạ màn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Chào chú Quyền Linh. Chú chào con. Dạ em tên là Nguyễn Thị Phương Yến. Năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Cần Thơ. Em đang làm bác sĩ ạ. Làm bác sĩ hả? Dạ. Bác sĩ ở Cần Thơ hay ở thành... Dạ em làm ở Cần Thơ. À mà lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ. Anh bác sĩ chuyên khoa gì? Dạ em chuyên khoa sản ạ. Wow, mình làm việc bao nhiêu năm ở bệnh viện rồi? Dạ em mới tốt nghiệp được 1 năm ạ. Mới được 1 năm. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn cùng chơi ạ. Em tên là Nhân, năm nay em 28 tuổi, hiện là giáo viên trung học phổ thông. Một bên là giáo viên, một bên là bác sĩ. Bác sĩ. Được đấy. Em quê ở đâu? Dạ em quê Hậu Giang chị. Ồ, ngày xưa chung tỉnh, bây giờ tách ra. À hỏi kỹ công việc bằng nữ một chút xíu. Một năm nay vậy là mình trực tiếp đỡ đẻ luôn đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Bên cạnh ngoài là bác sĩ làm ở bệnh viện. Dạ thì hiện tại em cũng đang là giảng viên của trường Đại học Y Dược Cần Thơ luôn. Wow, giỏi quá ta. Ủa vậy là thời gian mình phân bổ được cho hai bên luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Ban ngày buổi sáng thì mình đi bệnh viện. Buổi chiều có tiết dạy thì dạy, còn buổi tối thì có lịch trực thì trực. Dạ. Bên kia cũng bác sĩ em thấy sao? Dạ cũng hợp anh. Hợp đúng không? Dạ. Mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bạn nữ thì có nghề là bác sĩ hoặc là y tá cũng được. Tại vì một phần là ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi, cho nên thì sau này lỡ mà có bệnh hoạn gì đó thì mình cũng có thể là lợi dụng kiếm người vợ lo cho ba mẹ. Dạ một phần thôi anh. Dạ.
Rồi, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được, nếu mà nói mà đơn phương thì nhiều. Còn mối tình chính thức thì chỉ có một thôi. Một thôi? Dạ. Kéo lâu dài không bạn? Cũng được một năm. Một năm vậy cũng chưa có sâu đậm lắm đúng không? Còn bạn nữ thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em cũng có một mối tình ạ. Cũng hồi đi học luôn hả? Dạ đúng rồi, hồi em học năm cuối đại học. Bạn nam thì cũng học cùng ngành nhưng mà trước em một khóa. Dạ rồi, nên khi mà em còn học thì bạn nó đã đi làm rồi mà làm ở Sài Gòn. Nên hai người ở hai nơi rồi cái thời gian để tìm hiểu nhau cũng không có nhiều. Xa mặt cách lòng, chia tay luôn. Dạ. Ồ, chứ hiện giờ mình làm trong bệnh viện rồi cũng mấy bác sĩ rồi cũng nhiều, không ai đeo đuổi mình sao? Dạ, thứ nhất là tại vì môi trường là bệnh nhân của em đó là đều là các bà bầu hoặc là những phụ nữ hết. Thêm cái nữa là những đồng nghiệp thì đã có gia đình hết rồi. Mình đi dạy đó chi, môi trường mình nhiều mà. À đúng rồi, thì cũng là các em là mới ra trường nên là nhỏ nhất trong trường luôn. Nên hầu như là các thầy cô, anh chị thì cũng có gia đình. Rồi còn nhỏ hơn thì lại là sinh viên. Ưu điểm với khuyết điểm của mình? Mọi người đều nhận xét em đó là nói chuyện thì nhẹ nhàng. Em thích lắng nghe người ta nói chuyện, tức là mình muốn nghe người ta chia sẻ nhiều hơn. Nhưng đó lại là nhược điểm của mình, đó là mình thích nghe nhiều hơn thích nói. Đôi khi mình không bày tỏ, không chia sẻ những cái suy nghĩ của mình ra. Ta không hiểu được mình. Dạ đúng rồi. Nó giống em đó anh. Sao bạn trai? Em cũng thích lắng nghe hơn là thích nói. Dạ, dạ, hai người nghe không là ai nói. Bạn từng là giảng viên đại học đúng không? Dạ, hiện tại thì em đang học lên. Lên thạc sĩ? Dạ. Thạc sĩ xong tiến sĩ? Nó em cũng dự định thôi anh, dự định tương lai chắc lấy vợ trước rồi mới học tiếp. Ủa, giảng viên đại học sao nãy nghe nói là dạy phổ thông? Dạ, trước đó thôi chị, còn hiện tại thì em vẫn dạy phổ thông chị. À, ủa sao từ dạy đại học mà xuống dạy phổ thông? Tại hồi xưa em dạy ở Sài Gòn á, xong rồi nhà em không có ai hết. Rồi mẹ mới nói là thôi về quê đi, cho nó gần rồi em về quê. À, dạ. Về quê thì hồi dạy xuống cấp. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì vậy bạn? Em có thể chơi thể thao, biết lắng nghe, nói chung là giao tiếp tốt, kỹ tính. Dạ, điểm yếu thì có thể là hơi nóng tính. Bạn nam muốn mẫu người bạn gái như thế nào? Bạn em thì cao khoảng chừng 1m6 trở lên, cân đối. Có phải làm dâu không? Cũng không cần đâu chị. Ủa rồi ba mẹ lớn tuổi rồi mà nếu mà không làm dâu thì ai ở với ba mẹ, rồi ai chăm thì sóc ba nếu mẹ? Nếu vậy em phải đi về thường xuyên. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ có rồi hết rồi chị. Nhà cửa gì có chưa? Thì về thì ở với ba mẹ. Mới nói không làm dâu. Các bạn không thích nhất điều gì ở người phụ nữ? Ở dơ không? Bác sĩ làm coi chứ. Hai cần nhận. Hôm nay ít nói không nói chuyện. Bác sĩ em không có nói, không em có cũng, nhiều em đâu. Em cũng ít nói lắm. Rồi ok, để coi sao. Bác sĩ làm dâu được không? Đi học không rồi biết làm việc nhà không? Dạ làm việc nhà thì em có thể quán xuyến đảm đương được. Nhưng mà còn cái việc nấu ăn thì em không bảo đảm. Nhưng mà vẫn làm được đúng không? Dạ. Chú chào con. Dạ con chào chú. Chú con cháu làm bác sĩ đã quá ta. Dạ. Nãy giờ nghe tiếng nói anh bên đó rồi nghề nghiệp của anh đó thấy cảm nhận thế nào? Thấy cũng có cảm tình chút xíu rồi. Anh này dễ thương hiền. Dạ. Trí thức. Mình làm hộ đối đấy. Mình nhớ nha. Ok nha. Dạ. Mình có cái điều gì không thích ở người đàn bạn trai không? Đối với em thì yêu thì sẽ có một số nguyên tắc. Rồi, nguyên tắc. Nè, nghe bác sĩ ra nguyên tắc nè. Dạ. Thứ nhất là phải 5T, tôn trọng, phải thành thật, phải tin tưởng, phải thông cảm, rồi phải thẳng thắn. Cho nên đó là nếu như mà bạn nam mà vi phạm vào 5T đó thì đương nhiên là em không thích rồi. Bạn đảm bảo được mấy T? Dạ, chắc có thể là hết 5 luôn á chị. Phải không? Em thẳng thắn lắm chị. Bạn nữ thì làm bác sĩ hay đi trực đêm, thầy giáo có đồng ý không? Dạ cái đó không sao chị, đó là làm nhiệm vụ chị ơi. Đang đêm, đang ngủ mà có ca đẻ cấp cứu là đứng dậy đi là phải vấn đề gì không? Dạ không, bất quá thì em chở bạn nữ đi vô bệnh viện đó chị. Ở nhà rồi bạn phụ rồi nấu ăn rồi này kia luôn. Em cũng thường hay lên mạng coi những cái clip của anh Quyền Linh dạy nấu ăn. Cho nên em cũng đang học cái mẫu người giống ảnh đó. Được. Rồi thôi vậy cũng được. Đàn ông phải vô bếp phụ vợ ha. Hôm nay bác sĩ có đi, mình đi có người nhà mình đi theo không? Đáng lẽ là cũng có chị đồng nghiệp đi cùng nhưng mà hôm nay là bận việc gia đình đột xuất nên em đi một mình. Bạn trai có đi với ai không? Dạ, em đi với hai chị với em út. Em thấy em gái này cũng hiền mà vui vẻ, đi nói chuyện đồ em thấy em thích. Dạ. Chị thấy em hiền, chị thích em rồi đó. Còn em không biết có thích em chị hay không rồi chị. Rồi bây giờ mình cho bác sĩ với chàng thạc sĩ tương lai gặp nhau đi ha. Kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút trò chuyện. Bắt đầu. Dạ em cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ cũng như tưởng tượng ạ. Anh có nhận xét gì về em không ạ? Em là dễ thương, quá dễ thương. Dạ.
Rồi thế thì nếu mà có gia đình rồi thì anh xây dựng hoặc là anh suy nghĩ về cái cuộc sống gia đình tương lai như thế nào? Khi mà hai vợ chồng cưới, hai người đến với nhau thì anh trong mọi công việc thì có sự chia sẻ với nhau, thông cảm, tin tưởng với nhau. Anh thích gia đình có bao nhiêu con ạ? Tại đi làm em, cho nên hai con đủ rồi. Em thì thích một lần sinh đầu mình sinh một đứa thôi, lần thứ hai thích sinh đôi. Thế thì được ba đứa thì cũng đâu có vi phạm gì đâu. Tại lần thứ hai mình ngẫu nhiên mà. Em quan điểm như thế nào về tình yêu? Đối với em thì tình yêu giống như là cát nằm trong lòng bàn tay, nắm càng chặt thì cát sẽ rơi ra. Cho nên là em là một người sống rất là thoáng, suy nghĩ thoáng và cũng không gò bó hay kiểm soát gì người yêu của mình hay là chồng của mình hết. Quan trọng do đó mà quan trọng được cơ bản đó là còn phải có sự thành thật và tin tưởng lẫn nhau. Thường thì chưa biết một người thì không tin tưởng nhiều, nhưng nếu như đã tin tưởng và hiểu được người đó rồi thì em sẽ tin tưởng tuyệt đối. Em có hay ghen không? Ghen thì ai cũng có, tố chất đó trong người hết. Nhưng mà mình phải ghen nó hợp lý và mình cũng phải dựa trên cái sự tin tưởng nữa chứ không. Bạn trai đi dạy gặp nhiều sinh viên lắm đó. Cái đó là tùy thuộc vào ở suy nghĩ và lý trí của anh thôi. Tiền bạc ai giữ? Cái đó là em nghĩ chắc bà xã giữ chị. Tại vì thứ nhất là nam thì không nên giữ tiền. Hồi xưa tôi cũng nói y chang vậy đó. Bây giờ mỗi người nói một câu gì đó rất là tình cảm với nhau. Thì khi đến đây thì em thấy em với bạn cũng ở xa cho nên thôi mình sẽ cho nhau cơ hội. Dạ em có nghe một câu nói của một cố nhạc sĩ như thế này, đó là khi người ta còn trẻ thì người ta nghĩ rằng là những điều mới mẻ sẽ đến trong tương lai. Nhưng mà người ta cũng có thể đó, nhưng mà người ta đâu biết rằng đó là những điều mà ta cần nhất và mong muốn nhất thì chỉ đến một lần trong đời. Và nó đến trong ngày hôm nay đấy. Bây giờ hát câu cải lương để mình thuyết phục bạn nữ bấm nút đi. Em đọc thơ đi anh ơi. Rồi, đọc thơ luôn. Cũng được, rồi. Hai đứa ngồi cạnh nhau, sao cách xa muôn thước. Dù cách xa muôn thước, sao không ai nói trước. Lời tỏ tình trái tim, dẫu biết rằng yêu em là gian khó. Thì chân thành vẫn mãi không phai, gian nan anh quyết tâm xóa bỏ. Cả cuộc đời anh nguyện mãi yêu em. Nữ làm bài thơ lại liền. Ví dụ học trò lên trả bài mà vậy thì được trả được mấy điểm? Cũng suông chị, đâu có. Mà nó giật quá, đọc thơ mà nó không có, nó tình cảm giật quá. Bạn nữ đọc bài thơ đi. Hát tặng bạn nam một bài. Rồi. Gọi tên của anh là nắng, để em đơn làm mây trắng, bên anh quân quyết mai chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa, anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi, màn đêm tối ai dẫn lối em, để gần anh mãi. Dạ em xin hát ạ. Nào, chúng ta chuẩn bị tiến hành tay vào đây bấm nha. Nút hay là không bấm nút. Trò chuyện đã qua, hiểu nhau cũng một phần, và bây giờ đến quyết định. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, hai bạn. Chúc mừng hai bạn nha. Từ ở như miền Tây lên đây cũng là một cái duyên rồi. Hy vọng rằng cái nợ nó cũng sẽ đến gần nha. Duyên với nợ sẽ gắn chặt hai bạn với nhau hơn. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Chúc chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân ngày gần đây nhất. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Mời bạn nữ ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau để tìm hiểu nhau thông qua cái hàng rào trước nha. Mời bạn nữ. Em xin chào MC Cát Tường, MC Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Chào bạn. Dạ, em tên là Lê Thị Hoàng Yến, năm nay em 28 tuổi. Quê em thì ở Ninh Thuận, mà em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em làm điều dưỡng tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và cũng có kinh doanh spa.
Ồ, vừa đi làm điều dưỡng mà có thời gian kinh doanh hay vậy? Dạ thì cái thời gian hành chánh thì em chủ yếu là em làm tại bệnh viện à. Và khi cái thời gian chịu rảnh thì giờ em làm tại spa. À, tốt quá. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Lộc, em đến từ Đồng Nai, năm nay em 31 tuổi. Em là quản lý cửa hàng điện máy. Quản lý cửa hàng điện máy, dạ. 31 tuổi ha. Dạ. Từ Đồng Nai bạn xuống đây luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chia sẻ chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của bạn đi. Dạ, ưu điểm của em á là mọi người xung quanh á là nhận xét em rất thật. Trong công việc em rất nhiệt tình, chịu khó, em có lập trường vững vàng. Lập trường vững vàng dạ, hả? Dạ. Cái này quan trọng lắm ha. Dạ. À. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em á là em hơi nhút nhát trước đám đông. Với là cái việc mà việc nhà em hơi dở. Rồi, bạn nữ thì sao? Mình những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là cái gì nào? Ưu điểm của em á thì em thấy là em tự lập, em mạnh mẽ. Với lại em biết chăm sóc và yêu thương gia đình. Còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, hơi càm ràm với đôi khi hơi khó chịu. Có khi nào nóng tính quá nó gây ảnh hưởng gì đến cái công việc của mình chưa? À, dạ, chưa. Vậy thì cũng chưa đến nỗi nào, còn kiềm chế được. Dạ, còn tình trường thì được. Sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, tình trường của em thì trải qua là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì cũng có hai bên cũng có gặp mặt nhau, cũng tính đến chuyện là kết hôn rồi. À. Nhưng mà sau thì công việc của ảnh cũng bận rồi, sinh ra là hai đứa nó cãi nhau thường xuyên quá nên em hủy. Còn cái mới chia tay đây cũng được 1 năm thì em với anh đó thì cũng tình cảm, nhưng mà sau này thì em phát hiện ra là ảnh có gia đình. Hả? Dạ. Quen bao lâu? Dạ cũng hơn 1 năm. Quen hơn 1 năm mới phát hiện ra ảnh có gia đình. Dạ. Không tìm hiểu kỹ sao mà anh giấu hay vậy? Cái tính em dễ tin người lắm chị. Với lại khi mà em thương ai rồi á là em thương rất là hết lòng. À. Và người ta nói gì em cũng tin đó chị. Cái đó cũng là một cái nhược điểm của em luôn đó chị. Thôi bây giờ em gái quá hả? Yên tâm ha. Lên đây là phải có giấy xác nhận độc thân thì mới được lên chương trình bạn muốn hẹn hò. Dạ đúng nên rồi. Nên em yên tâm. Dạ. Em trai, em được mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình nhưng mà chỉ có 1 mối tình là chính thức thôi anh. Nhưng mà chia tay cũng 5 năm rồi anh. Chia tay 5 năm rồi, dạ. Mối tình chính thức được bao lâu? Dạ hơn 1 năm anh. Nhưng lý do sao chia tay? Thì lúc đó công việc làm em chưa ổn định anh. Với bạn đó tìm được người hơn em. Dạ. Bây giờ em ổn định chưa? Dạ giờ em ổn định. Bây giờ em quản lý một cái cửa hàng gì? Điện máy anh. Điện máy hả? Dạ. Tức là bán hàng, em quản lý được bao nhiêu nhân viên? Dạ 6 nhân viên anh. 6 nhân viên hả? Dạ. Cũng được rồi ha. Dạ. Rồi, bây giờ thì hai bạn đều có trắc trở trong tình yêu. Hôm nay chúng ta gặp đây là có duyên rồi. Mình sẽ cho đối phương biết được là mình đang muốn gì. Không, bạn trai, bạn muốn tìm một mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em là cao cỡ 1m50 được. 50? Dạ, khuôn mặt dễ nhìn, nói chuyện nhỏ nhẹ, nữ tính. Đơn giản gì? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Dạ, điều em không thích là hay càm ràm, hay nói nhiều, nói đi nói lại hả chị? Phụ nữ thì hay có tính càm ràm, nhưng mà mình để cho càm ràm hoài mỏi miệng thôi, nó không nói nè, yên tâm đi. Rồi, vậy bạn gái thì mình có mẫu người lý tưởng không? Dạ có chị, mẫu người lý tưởng của em là ca sĩ Đăng Khôi á chị. Vậy hả? À. Dạ, ai cũng nói em là mình chơi đẹp quá vậy, mà đúng chơi đẹp là phải mê chị. Đúng chơi đẹp phải mê. Đẹp là được. Rồi. Nhưng mà quan trọng hơn là em thấy ảnh không những đẹp trai mà ảnh lại biết phụ giúp công việc. Nội trợ hoặc là phụ việc của gia đình á, phụ vợ, biết chia sẻ, biết cảm thông với người vợ, cái đó mới là điều quan trọng của một người chồng á chị. Rồi, được vậy cái điều gì thì em không thích ở người bạn trai? Dạ, vô tâm và keyboard. Hay có keyboard không đây? Dạ không. Chàng trai quản lý của tôi, không có keyboard ha. Dạ. Ôi trời, em gái dễ thương. Em ghét người ông keyboard lắm hả? Dạ ghét cực kỳ luôn anh. Người ta tính tiền để người ta lo cho gia đình mà có gì đâu. Dạ không, keyboard bên ngoài thì được anh, đừng keyboard với em. Đúng rồi. Keyboard với bà xã là không có được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Nhưng mà lúc người yêu cũng đừng keyboard anh. Ừ. Đàn ông uống chút xíu bia rượu được không? Dạ được. Hút thuốc được không? Dạ không. Có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc anh. Gia trưởng chút được không? Dạ không. Gia trưởng để ta quyết định những cái vấn đề nào đó nó quan trọng. Nếu mà gia trưởng một tí xíu thì được, nhưng mà đừng có gia trưởng quá. Thôi, cô gái bên kia rất là dễ thương nha chàng trai. Như... Vui lên nào. Hôm nay là em được gặp một cô gái rất xinh, dễ thương. Em dự kiến là khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ được thì 6 tháng tới 1 năm ạ. 6 tháng 1 năm. Nếu mà làm dâu em đồng ý không? Tại vì tính em tự lập mà em tự sống nên em nghĩ là em làm dâu sẽ hơi khó. Em sợ không có dung hòa được với mẹ chồng hoặc là bên nhà chồng thì như vậy thì sẽ làm cho ảnh khó xử. Anh nói thôi chứ bây giờ ba mẹ lớn dễ lắm. Mình ở chung nhiều khi ba mẹ ăn phụ giúp mình còn sướng nữa. Dạ. Rồi để chị hỏi bạn bên này ha. Dạ chào chị. Rồi chào em.
Rồi, tóc màu đen quá ha. Dạ. Yeah. Được, có cái điều gì mà mình cảm thấy mình không thích nhất ở cái người phụ nữ không? Đừng có cái tính mà con nít quá chị. Cái người phụ nữ mà cứ kiểu nhõng nhẽo đồ này kia hả? Dạ, em không thích. Ủa, phụ nữ nhõng nhẽo dễ thương mà. Nữ nhõng nhẽo người ta còn khoái nữa. Có gì đâu. Rồi, chừng nào thì tiến tới hôn nhân được? Dạ, chắc cỡ một năm chị. Có làm dâu không em? Dạ, có chị. Ba mẹ đang sống ở đâu? Dạ, em ở với ba mẹ em. Là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ không, em ở Đồng Nai chị. Ở Đồng Nai. Ủa, hiện tại em đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quận 10 chị. Quận 10 rồi mình hẹn hò sao? Bao lâu thì em lên thăm bạn gái được lần? Dạ công việc của em sắp xếp thời gian được mà vậy. Chắc khoảng chừng một tuần em xuống lần được chị. Nói chung là đó thì tùy hai bạn thôi. Bạn trai bạn gái đều rất là dễ thương. Đẹp trai đẹp gái như nhau à. Nhưng mà bạn trai thì ở Đồng Nai, hơi xa. Bây giờ vấn đề là bạn thấy bạn nữ bên kia thì không có cửa gì mà xa hết trơn á. Xa cỡ nào cũng đi được hết trơn ha. Hôm nay chúng ta sẽ tham khảo ý kiến người thân, sau đó các bạn sẽ gặp mặt. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cháu em. Cháu hả? Dạ. Rồi, xin dạ. Chào. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Chào con. Chào quý vị khán giả. Thì con là Nguyễn Trương Công, là cháu của cậu Lộc. Thì con nhận xét về bạn nữ thì nếu mà tiêu chuẩn của cậu con như vậy thì đây là chắc ngoài sức mong đợi rồi. Thì cậu con thì có tính là hay nóng nảy, nhất là khi nghe càng nhằn. Với lại cậu con thì cũng khá nhút nhát. Giờ mà như bác sĩ mà đo nhịp tim cậu con nhiều khi nghĩ cậu con cao huyết áp. Con thấy thì như mình tới được tới đây thì là cũng là rất là cố gắng rồi. Là cũng là do một phần là do trời định. Mà trời định thì cũng mình cũng không nên cãi lại. Thì mình nên cho nhau một cơ hội. Biết đâu ở ngoài thì với mình nói chuyện với nhau thoải mái, tự tin hơn. Thì biết đâu mình lại tìm ra được nhiều điểm tốt của nhau. Dạ, rồi con xin hết. Có một cháu dễ thương quá nha. Rồi, bạn gái đi với ai vậy? Dạ, anh em đi với chị của em, cũng là đồng nghiệp của em, anh trai với lại mấy bạn. Dạ, em tên chào chị Quyền Linh, chào anh Cát Tường. Hả? Chào anh Quyền Linh, chị Quyền Linh, chào chị. Em là chị của Yến, làm chung trong... Chị rung lắm hả? Đo nhịp tim không? Thấy đàn trai sao chị? Thấy bạn trai bên đây được, ngoại hình được. À, nếu mà Yến thấy được thì hai đứa có thể cho cơ nhau cơ hội, tùy Yến quyết định. Yến thấy được thì bấm được thôi. Rồi. Bây giờ thì quan trọng là chúng ta mở màn lên. Chút chứ giờ đang cao huyết áp rồi. Dạ thì dạ. Tới đây thì em cũng có chuẩn bị một cái đoạn bài hát em tặng anh. Cùng anh là bớt rung lại nha. Nếu những yêu thương này chỉ là mơ, em xin một lần đường mơ ấm áp đôi tay này và con tim mãi mãi thuộc về anh. Chẳng biết mai sau này những sóng gió có khiến em gục ngã, hãy đến bên em và cầm đôi tay trên thêm vững bước đi. Em hát sao thấy anh cũng sốt. Vẫn sốt em ơi. Vẫn sốt. Dạ. Bây giờ em có tiết mục nào hấp dẫn hơn, ví dụ trời, múa, nhảy múa gì không? Nếu mà múa nữa chắc ảnh sốt cao hơn nữa, phải cấp cứu luôn á. Phải làm cho đi cấp cứu luôn đi em. Rồi. Anh ơi chuẩn bị tinh thần nha. Đó, dạ. Có luôn hả? Rồi làm luôn. Dạ em có một đoạn múa Ấn Độ ạ. À. À, được.
Hết sốt chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi đúng không? Dạ, dạ. Bây giờ cảm nhận thế nào, nói với cô gái đi. Nói chung là bạn gái nhìn dễ thương, hoạt bát, nhanh nhẹn. Em nếu mà hai đứa mà đến được với nhau á, em có làm dâu được không? Dạ như hồi nãy em có nói á, thì cũng hơi khó đối với em. Nhưng mà mẹ anh dễ lắm, chỉ có anh với mẹ anh ở chung à. Mẹ anh mà thương anh á, thì sẽ thương con dâu, em cứ yên tâm. Nếu mà về làm dâu thì mình phải sinh sống tại Đồng Nai ha anh? Tùy em, thì công việc của anh á, là anh định hướng là làm ăn ở đó. Nếu em mà về đó thì anh có thể xin cho em được làm ở gần nhà. À, em xin nói rõ luôn là thật sự là em rất đam mê cái kinh doanh, nên em muốn phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái chuyện làm dâu thì có thể là em cũng có thể là làm dâu được. Mà trong cái quá trình mình hẹn hò thì em nghĩ là Đồng Nai hơi xa anh nhờ. Tại vì em thì ở một mình thôi, nhưng mà nhiều khi con gái mà, nhiều khi cần cái người đàn ông bên cạnh á, người yêu bên cạnh, thì anh lại hơi xa. Em yên tâm, một tuần anh xuống một lần được mà. Như nhiều khi bữa tối em cần thì sao ạ? Giống như bữa đó em chật mà em đói bụng quá, giờ sao giờ? Lúc đó anh xuống được anh sẽ xuống. Tại công việc của anh là ban ngày thôi, 6 giờ là hết rồi, là xong rồi. Giờ đó anh rảnh rồi. Giờ em lấy cái gì để em bù khoảng cách đi? Đúng rồi, lấy gì bù khoảng cách đi? Ừ. Anh hứa với em là nếu mà lúc nào em mà buồn là em điện anh mà sắp xếp được anh sẽ xuống thăm em. Dạ, còn không sắp xếp được thì thôi kệ em đúng không anh? Nhưng mà anh sẽ xuống. Em nên cho anh với em một cơ hội. Anh chỉ biết nói vậy thôi. Bạn đứng cái lên, câu bạn mà tiến cho tới. Anh cơ hội thì nó dễ quá. Mình hơi rụt rè, mình nắm tay bạn gái đi. Để có một chút xíu điện để cho thêm một cái đo lại nạp cảm điện, xúc. Nạp điện thêm. Đo lại cảm xúc một lần nữa. Ủa nắm hờ hững như trời. Rồi nói đi, một câu nữa thôi, cho hai bạn thêm 15 giây nữa. Thôi nói chung là anh với em đến đây được là cũng là một cái duyên. Nói chung là cho anh cơ hội. Hai đứa mình hẹn hò. Thôi quyết áp cao rồi, sắp xỉu rồi em. Chị ơi rung mà tay em lạnh theo vậy. Rồi thôi quyết áp cao rồi, về chỗ đi. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Quyết định là quyền của các bạn. Có bấm nút hay không, cái nút bấm đó là do sự chọn lựa quyết định của các bạn. Nhưng mà khi bấm nút là chúng ta phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Chúng ta bấm nút mà không vì trái tim rung động, tức là chúng ta đã trao cái duyên cho người khác, chúng ta mất duyên ráng chịu nha. Cẩn thận. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời em. Vẫn giữ quan điểm rất rõ ràng. Hai em gái hả? Chàng trai thì sao? Dạ, thì nói chung là chắc thấy em không hợp nên không sao. Đúng ra em phải thuyết phục nhiều hơn nữa. Nếu em ở thành phố Hồ Chí Minh, anh cũng sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề là em chưa gọi là tích cực để gọi là làm cho cô bé yên tâm để bấm nút. Em cũng có vài lời muốn nói với bạn trai ạ. Rồi, mình tới đây cũng là có duyên rồi. Tuy là mình không có bấm nút nhưng mà bên ngoài mình vẫn là bạn bè anh em, anh nhỉ? Em hy vọng anh sẽ phải là tự tin lên, tại vì một người đàn ông cần sự trưởng thành, tự tin thì người phụ nữ người ta nhìn vào thì có thể là người ta sẽ thấy an toàn và an tâm hơn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Ở đây, phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chương trình. Rất tiếc là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Em là nhân viên an ninh tại khu biệt thự Vườn Thủ Đức Garden Home. Gói gọn hai chữ là bảo vệ. Công việc hiện tại của em là công nhân mà bên kiểm hàng. Cái nghề đó là em cứ mỗi ngày ôm người này người kia nhảy, em anh không ngại hả? Bình thường dạ. Thôi em. Tiếc quá. Trong tình yêu đôi khi chúng ta thiếu gọi là một chút gì đó tự tin, chúng ta sẽ thất bại. Tôi nghĩ hôm nay chàng trai cũng rất tiếc và cô gái khá năng động. Mong rằng sẽ có những cái điều may mắn nhất, hạnh phúc sẽ sớm đến với hai bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Mời bạn nam.
Rồi, ngồi đi anh. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, xin mời anh giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường xinh đẹp à. Chào khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn nữ ở bên kia. Mình tên là Phạm Hoàng Nguyên, năm nay mình 43 tuổi. Mình sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu anh? Dạ, quê em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn chị. À, dạ. Em nói cho từ hoa mỹ chút xíu là em là nhân viên an ninh tại khu biệt thự vườn Thủ Đức Garden Home. Gói gọn hai chữ là bảo vệ. Dạ. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Chào dạ, em. Dạ, xin chào anh bên cạnh. Em tên là Châu Thị Thu Hường. Năm nay em 38 tuổi. Em đang ở sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận Gò Vấp. Công việc hiện tại của em là công nhân mà bên kiểm hàng. Bên cạnh đó em còn thêm một cái trợ giảng, phụ giảng bên khu vũ dưỡng sinh ở ngoài công viên gia đình. À. Dạ. Vì hai người ở thành phố Hồ Chí Minh từ đó giờ mà không gặp nhau ha. Dạ. Hôm nay có duyên gặp nhau rồi, chúng ta hãy chia sẻ thật lòng mình với nhau cho dạ. hiểu nhau hơn nha. Dạ. Anh trai, anh nói công việc bảo vệ, mình làm công việc đó được bao nhiêu lâu rồi? Dạ thưa chị Cát Tường là em làm năm nay là 14 năm rồi chị ơi. Làm một chỗ một 14 năm rồi đó hả? Dạ một chỗ một rồi chị. Dạ. Ủa, làm bảo vệ cho một cái khu căn hộ cao cấp như thế, bao nhiêu người ra đi vô, rồi biết bao nhiêu cô gái đẹp, rồi cô gái xinh xắn đi qua mà anh không để ý ai, không có cảm tình với ai, không mối tình nào hả? Dạ cũng có chứ anh Linh, nhưng mà qua cái cách nói chuyện già dặn của em cũng thể thể hiện đó, họ cứ nghĩ đâu là em là đã người đàn ông đã có gia đình rồi. À. Dạ. À. Nhưng anh có gia đình chưa? Dạ chưa. Có đem tới đây giấy độc thân chưa? Dạ có luôn. Có rồi. Dạ. Mời bạn gái, bạn hãy nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em hả? Thì hiền lành, hoạt bát, vui vẻ, mà cũng hơi nóng tính. Mà đó cũng là cái nhược điểm của em nữa. À. Nấu ăn thì cũng biết được chút chút. Anh có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình. Mối tình sau này á là bên gia đình gái á, họ nghĩ là em không có đủ khả năng để đảm bảo cho tương lai cho con họ. Ừ. Với cái công việc của em á hiện tại không như gia đình họ mong muốn. Nhưng mà thật sự cái công việc bảo vệ của anh là đã ổn định cuộc sống rồi đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Đó là họ nghĩ thì đúng thôi. Chứ. Dạ. Bởi vì anh làm bảo vệ như vậy thì khi mà có vợ rồi, anh có đủ lo cho vợ hay không, rồi có một đứa con, rồi thậm chí hai đứa con, anh có đủ lo cho họ hay không? Dạ đủ anh. Đủ luôn. Dạ. Mình có tính điều đó rồi đúng không? Dạ có. Ồ. Nhưng mà mình bảo vệ vậy là mình có trực đêm luôn không anh? Dạ có chị Cát Tường ơi. À. Anh đúng. Có nhà riêng không? Dạ có anh. Có nhà riêng khỏe dạ. rồi, ở với ai? Dạ em ở một mình nè. Trời à, ơi, khỏe rồi, đầy đủ điều kiện dạ. rồi. À, em gái nếu mà mình lấy chồng mà chồng mình hay đi trực đêm thì em có ngại gì không? Dạ nếu mà do công việc của ảnh thì dạ không sao ạ. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình, em quen hơn một năm mấy. Rồi lý do sao chia tay? Không hợp tuổi tác đó chị. Bạn trai của em nhỏ hơn em 4 tuổi. Gia đình bạn ấy không chấp nhận. À dạ. rồi cũng khổ không, quá ha dạ. khổ. Bây giờ bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thì em cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Thứ nhất là hiền lành, hoạt bát, vui vẻ. Em không thích ở người bạn trai mà kêu kiệt, khoác lác, khoe khoang. Em không thích mấy à. Người như vậy. Cái nào có thì nó có, cái nào nó không, nó không. Em thích người thật thà hơn. À, dạ. thật thà. 1m6 trở lên là được rồi chị. Đạt chuẩn. Cũng đừng có ốm quá. Mà người thì cân đối là được ạ. Rồi, dạ. chút xíu nữa chị sẽ qua coi mặt. À, bạn trai bên kia thì thích mẫu người bạn gái như thế nào ha? Nào. Không mập, không bự con. Có giống ai không? Dạ, giống 50% như chị Cát Tường là được rồi. Ôi trời ơi, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Em chào chị Cát Tường. Dạ rồi, cảm dạ. ơn anh. Ví dụ như bạn gái hồi nãy bạn có chia sẻ là bạn có đi làm cái việc là dạy khiêu vũ đó. Khiêu vũ là sẽ có nam, có dạ. nữ đó. Có một cái sự va chạm để nhảy thì anh có ghen không? Em chia sẻ chị luôn, em là người đàn ông đang sống trong xã hội hiện đại thì những cái chuyện đó người đàn ông thì mình phải nên thoáng một chút. Dạ. Bình thường thôi chị. Dạ. Dạ. Coi như bữa đó anh đang đi làm bảo vệ, anh đang chạy về nhà nè, anh chạy ngang công viên tự nhiên anh thấy vợ anh đang ôm cái ông kia nhảy. Anh nghĩ sao? Bình thường thôi chị ơi. Công dạ. việc. Dạ cái đó là cái công việc thôi mà chị. Dạ. Anh tấp xe vô lề anh xuống anh nhảy luôn. Dạ. Đúng không anh? Dạ. Anh rất là có duyên nha, em nhìn anh này mặt rất phúc hậu, rất là có duyên. Dạ. Em hy vọng là hôm nay em cảm ơn chị. Hôm nay là sẽ tiến tới được hôn nhân rồi sanh dạ. con luôn nha. Dạ. Hỏi Vũ giùm cho cái vụ khiêu vũ rồi đó. Dạ. Tôi sợ về chồng không cho đi khiêu vũ nữa đó. Dạ. Anh ở
thành phố Hồ Chí Minh ba mẹ ở riêng hả hay sao? Dạ, hồi bà là... con sao đâu hết rồi? Bà con của em thì nói chung là ở miền Tây thì nhiều. Miền Tây là ở đâu? Từ Cà Mau xuống Vĩnh Long là có hết đó. Rải vậy đó hả? Dạ. Còn ba mẹ ở đâu? Dạ, ba mẹ em thì ở thành phố. Thành phố không ở chung hả? Dạ, có với anh, nhưng mà ba em mất hồi năm 92 rồi. À, còn dạ. Mẹ? Mẹ em là đó là ở Hóc Môn chung với em, nhưng mà em đi làm ban đêm đó anh. Rồi để mẹ ở nhà mình cũng không tốt. Thì có giai đoạn mẹ bị cao huyết áp á, mẹ té, thôi mấy chị bàn với nhau là thôi để mẹ về dưới Bình Thạnh đi ở. Tức là mẹ dần ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi em ở riêng. Dạ. Thôi thôi giờ mà ở rước mẹ về ở chung được hay quá ha. Dạ. Ồ, chào em. Dạ. Hiền từ quá hả? Anh hiền lắm, bảo vệ hiền khô à. Nghe anh nói thì có vẻ anh cũng thật thà và cũng vui tánh. Em có thích chồng mình hút thuốc uống rượu gì không? Uống rượu thì em không thích, hút thuốc em cũng không thích. Nhưng mà nếu mà là do xã giao, công việc hoặc đi tiệc tùng thì uống một hoặc hai ly thì không sao. Cổ hơi lo là cổ sợ ma lắm, 38 tuổi vẫn ngủ với mẹ. Và bây giờ chồng mà đi trực đêm thì cổ ngủ với ai? Thì trực với chồng luôn. Ủa chồng ở trực ở chỗ cái căn khu căn hộ mà đúng không anh? Dạ. Có phòng bảo vệ đàng hoàng. Dạ có. Vợ trực với chồng cũng đâu có sao. Được người không? Ta còn khoái thêm nữa được mà. Ở các cái căn hộ cái khu đó là nhiều người trực, người ta còn khoái thêm nữa. Dạ. Thậm chí xin cổ vô trực chung luôn cũng được nữa. Dạ. Đúng không? Chịu không em? Dạ cũng được. Muốn có con chưa? Tuổi của em giờ cũng lớn rồi. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Anh muốn có con chưa? Muốn lắm rồi anh. Muốn trai lắm rồi, gái. Lắm dạ rồi. Trai gái gì cũng được hết anh. Vậy là hai người muốn có con hết rồi đó. Dạ. Mình kết hợp cái về này, năm sau mình đẻ liền được không? Cặp này dạ, là gả liền, gả liền. Đẻ liền được không? Dạ. Dạ cũng được. Ai cũng được nhưng mà biết được hay không chưa biết. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Hôm nay em gái đi với ai nè? Em đi cùng với cô chú sinh hoạt và câu lạc bộ công viên gia đình của em. À, cứ và bủ thêm ha. Một đứa cháu ruột của em. Rồi. Dạ, dạ xin chào anh Quyền Linh à. Dạ. Dạ, chú. Chào chị Cát Tường. Dạ. Chào bạn trai và xin chào các bạn ở trong khán đài và bạn xem đài. Thì thấy bạn trai thì có vẻ hoạt bát, có một cái thực thà trong đó. Thì bản thân là dạ. Cũng thích. Dạ. Con cảm ơn chú ạ. Dạ. Thì chị có hỏi thêm một câu là mình ở thành phố là ở khu vực nào ạ? Dạ, con ở ngay chỗ phường 22 quận Bình Thạnh, ngay chỗ sân tập Gun 25 đó chú. Dạ, dạ. Quá thì chỗ đó đi qua công viên gia đình này cũng gần rồi. Dạ, dạ, ok gần dạ. Còn cũng xin nói sơ thêm về cháu mình á. Cháu thì hiền lắm. Phải thật, dạ. Nên không phải mình khen nhà mình đâu. Dạ. Mà đó anh Nguyễn Linh cũng công nhận đó. Qua cách nói chuyện mình cảm thấy ha. Thì mình cũng mong muốn là nếu mà hai cháu đi xin phép được gọi vậy đi. Dạ. Nếu mà có đi đến được với nhau á, thì cũng cố gắng đi đến với nhau đi. Rồi tạo ra một cái gia đình hạnh phúc. Có con, có cái. Đúng với ý nguyện của hai người, đúng không? Dạ. Dạ, để xin cũng chúc mừng đi hai bạn ha. Dạ, rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Anh đi với ai vậy anh ơi? Dạ, em đi với chị Thu, chị họ. Rồi, chào dạ, chị. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chào quý khán giả trong trường quay. Chào bên nhà gái. Ở nhà thì Nguyên rất là hiền lành, đi làm về là coi như là không đi đâu hết á. Có khi nhiều khi ăn nhậu ở nhà lâu lâu mới có. Là Nguyên là rất là hiền. Về phần em gái thì chị thấy em rất là thật thà, mặt phúc hậu, nên chị nói là Nguyên ở đây là một cơ hội cho em mới nắm bắt lấy, đừng có để vượt bỏ uổng. Rồi cảm ơn chị. Nói thiệt nha, chưa có mở rào trơn á mà tôi thấy hình như là họ là của nhau từ bao giờ á. Tôi khoái không lẽ tôi nhào vô tôi bấm luôn hai cái nút luôn vậy đó. Cặp này rất là xứng. Ai cũng hiền, ai cũng dễ thương cả. Hai người này phúc hậu lắm. Trời ơi, về đẻ liền luôn nha. Dạ. Đám cưới nhớ mời tôi nha. Dạ. Ha, không mời tôi cũng đi nữa. Rồi mở rào. Bắt đầu đi anh trai. Đó, anh chào em. Anh có bao hoa tặng này. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Có chai dầu thơm. Trời. Dạ em cảm ơn anh. Đó là thử anh. Mình là có mặt phu thê không? Trời ơi. Nói chung là hôm nay anh đến với chương trình này á, là anh mong muốn là tìm được một người phù hợp để tiến tới hôn nhân, để mình sống đến răng long đầu bạc. Thì anh mong rằng hai chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi, nên trao cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu thêm nữa. Dạ. Anh có ngại là em dạy khiêu vũ không? Không em, cái đó là một dạ. Cái nghề cái, tốt cái nghề, mà em. Dạ, dạ. Nhưng rồi. Mà cái nghề đó là em cứ mỗi ngày ôm người này người kia nhảy, anh không ngại hả?
bình thường dạ. thôi em. Dạ. Gia đình em, anh em đông, anh có thích không? Thích chứ, dạ. càng đông càng vui chứ. Công việc hiện tại của anh là bảo vệ đúng không? Đúng rồi. Dạ, vậy thì bây giờ nếu mà em với anh quen nhau, anh có ý định là anh sẽ đổi một công việc khác để anh kiếm thêm cái thu nhập nào cao hơn để anh lo cho gia đình có khi anh đã quen em? Có chứ. Và tương lai của mình, ví dụ như hợp thì đã có thêm con hoặc đó, anh sẽ đổi. Dạ. Đổi. Nhưng mà đổi uổng lắm em, cái kia 14 năm là thâm niên nhiều tiền lắm em, bỏ uổng lắm. 14 năm là ngon lắm đó em. Dạ, anh có thích khiêu vũ không? Nói chung là lâu lâu nổi hứng thôi, nhưng mà ca thì anh sẽ thích. Thôi hai người về chỗ đi, thấy hợp quá rồi đó thiệt á. Hôm nay tới chương trình em cũng có món quà nhỏ. Trời ơi, nãy giờ anh nói chuyện có quên tặng quà luôn à. Anh làm bảo vệ gì, một tuần anh làm suốt luôn ha? Không em, chẳng hạn như 4 ngày rồi cái 4 đêm hoặc 5 đêm gì vậy đó. Dạ, vậy rồi được nghỉ một ngày. Những ngày nghỉ anh thích khiêu vũ đúng không? Anh có thể ra sân tập nhảy khiêu vũ chung được chứ? Dạ được. Anh không thích gì là ở người bạn gái? Phụ nữ thì hay thường thường nói nhiều lắm. Anh vậy em không là người thôi. Hay nói nhiều. Ừ, chẳng hạn như mình nói một lần hai lần thôi rồi được xong hết, đừng có nói nhiều quá. Đó. Nếu mà em với anh quen nhau vậy thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ được cưới em? Nếu em đồng ý, nửa tháng nữa nếu em đồng ý thì anh sẽ cưới lên ngay. Hay quá. Tại dạ. Nửa tháng nữa. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Có thể một tuần nữa cũng được nha. Dạ. Nửa rồi, tháng okay. Đâu có chuẩn bị kịp đâu anh mà sao? Kịp em. Dạ. Đãi ở đây luôn, đãi ở đây luôn. Tôi đây tôi dọn 10 bàn đãi luôn. Anh ở trên cái khu của em á là có khu tiện ích, khu hồ bơi. Ờ, vậy anh. Thấy không, có hồ bơi luôn hả? Dạ. Bây giờ cô dâu chú rể là đám cưới là mặc bikini bơi. Được không? Không được. Không được. Sao em nửa tháng nữa được không em? Dạ nhanh quá chị. Vậy em dạ, ít ra nếu cũng phải 6 tháng dạ. tới 1 năm. Nè, vừa rồi đó là Phú Quý đó là có 2 tuần cái cô bán phở với anh chàng bán thịt đó là 2 tuần là cưới luôn. Hai người nhảy bài coi hợp không nha? Thử xem em dạy anh dạ. khiêu vũ xem. Dạ anh biết nhảy. Vô. Dạ. Dạ. Hả? Mày solo. Điều gì thì điều gì? Anh không biết nhưng mà anh hưởng ứng cái phong trào. Vậy bây giờ em chỉ anh điệu cha 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 ha. Điệu nó chi cho nó khó vậy? Ta ôm nhau xì lô đúng ba gì đi. Dạ. Dạ. Trời ơi. Đó. Vậy đi. Biết hát bài gì vừa hát vừa nhảy đi. Một khi anh đã yêu là con tim anh đã dâng trao cho tình yêu. Dù được tình yêu muôn khó khăn và đôi khi anh biết anh không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ anh đã được nói một lời, nói anh sẽ yêu mãi mình em, chẳng có bao giờ anh muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cuối, chỉ cần em biết anh luôn hằng yêu em. Hùng luôn, hùng luôn. Wow. Hay quá. Rồi vậy thôi, bấm nút chi nữa. Người ta là bấm nút rồi mới được hung đó. Mà đây anh hung trước thì bấm luôn rồi đó. Chị sao? Chị sao? Dạ cũng được. Cũng được hả? Bấm không? Dạ em bấm. Bấm hả? Bấm. Rồi. Cặp này có duyên lắm luôn á nha. Nè, tôi nói thiệt á, cặp này mà không ăn đời ở kiếp thua gì cũng thua luôn á. Đây dễ xem phim của Cùng Đập, Cinebox 212 ly chiến thắng. Tới coi hùng nhau yêu nhau nhiều hơn. Dạ. Không, đừng buông, đừng buông, dạ. đừng buông. Nếu mà hai chúng ta tiến tới hôn nhân á, thì anh sẽ là người chồng tốt và người cha tốt và đảm bảo cái hạnh phúc cho em suốt đời.
phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm chăm sóc da do công ty mỹ phẩm Princess Beauty sản xuất và phân phối. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Và nếu như đúng lời anh nói, nửa tháng nữa hai người lấy nhau thì đây, trong căn nhà của anh chị sẽ có một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Và đây là một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Nếu như kết hôn nữa, lại sẽ có một cái chiếc máy lọc nước Yakio trị giá là 8.690.000 đồng sẽ nằm trong căn nhà của anh chị. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Nhiều quà quá, phải đám cưới liền để dạ. Nhận quà, nhận đủ quà luôn. Dạ. Nha. Dạ, em cảm ơn chị. Dễ thương quá. Trời ơi, tao nói thiệt á, là mai là mối mà cặp những cái đôi này sao tôi quá khích luôn á. Đã gì đâu luôn á. Cầu chúc những điều may mắn, hạnh phúc sẽ ở mãi mãi bên họ. Và bao giờ cũng vậy quý vị, hạnh phúc của những cặp đôi trên sân khấu bạn với họ là hạnh phúc của quý vị, hạnh phúc của tất cả những người thực hiện chương trình. Cưới chắc tôi phải đi 5 triệu á. À, có không á? Có. Thôi, ở dưới nhiều người làm bằng chứng. Dạ, 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 các tường cũng chứng nhận cái lời hứa này. Yên tâm, dạ. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì khán giả ngay tại phim trường này cũng sẽ có cơ hội nhận một chiếc TV. Mọi người hãy lấy cái phiếu may mắn của mình ra để bắt đầu so với phiếu may mắn mà anh Quyền Linh sẽ bốc. Máy gì ra, máy gì ra, cờ ra con máy, còn máy gì ra. Máy gì ra, cờ ra con máy, còn máy gì ra. Khổ qua non là khổ qua đắng, mà khổ qua đắng là khổ qua đèo. Thương em chẳng ai giàu nghèo, máy xong cũng lỗi, máy đèo cũng qua, còn số 3. Ông đọc vậy chứ không có số 3 đâu. Con số 65. Ai có số 65 à? Ai 65. Có số 65? Rồi, mời em gái. Trời ơi, mắc cỡ nè, có TV ngon này. Rồi, kiểm tra đã đúng chưa? Đúng 65 rồi. Có người yêu chưa? Có nồi hả? Có người yêu ngồi dưới không? À, tưởng có đừng chia nha. Đây, nồi chia đây là vị khán giả may mắn trong chương trình ngày hôm nay đã nhận được một phần quà, đó là một chiếc Smart TV 32 inch giá trị là 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Chúc mừng em gái. À, khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được một phần quà, đó là một chiếc quà tặng, là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng nếu như quý vị trả lời được câu hỏi của chương trình trên kênh fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9:00 sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99.9 MHz. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV, và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm, đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng nữa. Cái gì? Trong trắng quá, người ta quen á, cái người ta chưa biết gì hết trơn. Thứ nhất là cá khinh xăm lớn em không thích rồi. Mắc gì không thích, ta xăm mình, người ta đâu phải xin mơ xăm mình. Đẹp trai không chị? Em có đẹp trai luôn ấy.
Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.